Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân, luật sư nói không tranh luận về tội danh, song cho rằng mức án đề nghị với nữ bị cáo này là quá nghiêm khắc, đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại mức án đối với bị cáo Vân. Theo luật sư, cần phân hóa rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bị cáo Bị cáo Vân không làm việc trực tiếp với SCP nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan và bị cáo Vân hoàn toàn tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cũng theo luật sư, bị cáo Vân được bà Trương Mỹ Lan nuôi ăn học từ nhỏ, gọi bị cáo Lan là mẹ, nên bị cáo luôn nghe lời bị cáo Lan. Bị cáo hoàn toàn lệ thuộc, do đó đề nghị xem xét lại các tình tiết tăng nặng đề nghị đối với bị cáo. Theo luật sư năm 2021, Vạn Thịnh Phát mua lại công ty Lavifood Bị cáo Lan đã giao cho bị cáo Vân điều hành trực tiếp. Vân đã thuê bị cáo Nguyễn Phi Long làm tổng giám đốc. Công ty Lavifood là công ty có thật chuyên sơ chế chế biến rau củ. Bị cáo Vân chỉ tiếp nhận ý chí chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan rồi chỉ đạo lại cho Nguyễn Phi Long thực hiện. Bị cáo Vân không làm việc trực tiếp với SCB nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Bị cáo Vân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tham gia nhiều hoạt động xã hội, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Khi được hội đồng xét xử cho tự bào chữa bổ sung, bị cáo Vân trình bày bản thân thiếu hiểu biết pháp luật và xin hội đồng xét xử khoan hồng để sớm trở về. Bị cáo Vân cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho hai bị cáo cấp dưới của mình là Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên. Trước đó tại phần xét hỏi của phiên tòa, khi trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân khai nhận bản thân biết bà Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của SCB, thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo. Tuy nhiên, bị cáo Trương Huệ Vân nói với hội đồng xét xử rằng mình không ăn chia và không có quan hệ tài sản gì với bà Trương Mỹ Lan. Hành vi mà bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận theo cáo trạng là đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 5 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân rút tiền từ SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc hơn 2809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Do các khoản vay này có tài sản đảm bảo, nên xác định Trương Huệ Vân đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng dư nợ gốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 là hơn 2.809 tỷ đồng. Giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay hơn 1.720 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Sau hơn 10 ngày xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành luận tội đối với các bị cáo. Đối với Trương Mỹ Lan về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật. Về xử lý vật chứng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để thi hành án cho các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan đối với 1.169 bất động sản mà cơ quan điều tra đã kỳ biên. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật để thi hành các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan về khắc phục hậu quả. Đối với các mã tài sản khác đang thế chấp tại SCB, đề nghị giao cho SCB xử lý thu hồi nợ. Nếu còn dư, thì chuyển cơ quan thi hành án để thi hành các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi số tiền các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả trừ vào nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Dương Tấn Trước, cựu Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tường Việt, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Dương Tấn Trước. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục tạm giữ tiền và duy trì kê biên các bất động sản của Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lan và Công ty Capella, để đảm bảo thi hành án. Bị cáo này bị xét xử về hành vi chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Đối với các tài sản thu giữ của các bị cáo khác, nếu không liên quan đến vụ án, đề nghị tuyên trả cho các bị cáo. Tiếp tục phiên xét xử, luật sư đã công bố các lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục 2 Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lời khai của các bị cáo mâu thuẫn, từ đó luật sư yêu cầu cần đánh giá lại chứng cứ khách quan trong từng lời khai của các bị cáo. Theo luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, chứng cứ chứng minh nguồn tiền bị cáo Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, sinh năm 1984, trợ lý của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thành Phát đã qua đời, chuyển rồi rút đưa cho bị cáo Văn thì chỉ có lời khai duy nhất của Văn. Vì vậy, cần đánh giá thân trọng việc bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ. Ngoài ra, không thể xác nhận bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn. Trong khi đó, bị cáo Văn không bị truy tố hối tội đưa hối lộ. Liên quan đến số tiền đưa hối lộ, luật sư cho rằng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ là số tiền không nhỏ về khối lượng và số lượng tiền mặt. Số tiền này được chuyển từ SCB ở thành phố Hồ Chí Minh ra SCB ở Hà Nội, sau đó rút ra, quy đổi đô la Mỹ đưa cho bà Nhàn. Quá trình điều tra cũng chưa chứng minh được ai là người chuyển tiền, rút tiền, quy đổi ra đô la Mỹ, đóng gói tiền vào thùng. Những người này làm theo chỉ đạo của ai? Có phải bị cáo Lan chỉ đạo không? Cần làm rõ để không lọt người, sót tội. Về hậu quả của vụ án, luật sư đề cập đến vai trò của bị cáo Lan trong mối quan hệ với ngân hàng SCB, bao gồm 3 điểm chính vận động các cổ đông cũ của ba ngân hàng đồng thuận hợp nhất thành công thành ngân hàng SCB, cho mượn tài sản 15.000 tỷ đồng để làm tài sản thế chấp, kêu gọi cổ đông nước ngoài. Do đó, luật sư nói rằng hoạt động điều hành là do Hội đồng Quản trị và lãnh đạo SCB chịu trách nhiệm, đồng thời mong Hội đồng xét xử ghi nhận công lao của bị cáo Lan trong việc phát triển ngân hàng SCB. Luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét việc bà Lan nỗ lực đưa những tài sản của mình để khắc phục hậu quả. Sau khi năm luật sư bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan tự bào chữa bổ sung, nghẹn giọng, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nói tôi trong quá trình xét hỏi quanh co chối tội, đổ tội cho nhân viên cấp dưới khiến tôi vô cùng đau xót. Sau khi bị bắt, tôi biết có thêm hơn 50 người nguyên là cán bộ SCB cũng bị bắt. Tôi cảm thấy mình có một phần trách nhiệm, vì các cán bộ ở SCB họ vô tình vi phạm quy định tôi đã làm đơn tình nguyện nhận một phần trách nhiệm chịu tội cùng nhân viên SCB tôi không quanh co bà Lan trình bày thêm trong thời gian ở trại tạm giam trái tim tôi dỉ máu chăn trở làm sao để cho người mang tiền vào SCB bà Lan cho hay bà đề nghị được tại ngoại để làm việc với tỷ phú nước ngoài để họ mang tiền vào SCB nhưng không được xem xét Thông qua luật sư, con tôi nhắn họ hứa trong tháng 1 năm 2023, một tập đoàn tài chính thế giới sẽ vào nhưng với điều kiện phải gặp tôi để tôi bảo lãnh và gặp cả lãnh đạo SCB cũ và mới. Trước trình bày của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết, nếu có một tỷ phú hay tập đoàn tài chính nào đó muốn mang tiền cho SCB, thì hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện gặp bị cáo ngay tại trại giam, tạo điều kiện hết sức. Nghe chủ tọa thông báo bà Lan tiếp tục phân trần, tôi trình bày để hội đồng xét xử hiểu, dù ở cảnh khổ tôi vẫn cố gắng, vẫn lo cho SCB. Bị cáo cũng nói, thời điểm trước khi bà bị bắt SCB vẫn rất tốt, tương lai rất sáng sủa vì có tỷ phú nước ngoài chuẩn bị rót tiền vào. Bà Lan tiếp tục trình bày, hội đồng xét xử xem xét thật kỹ, không phải do chúng tôi làm dở nên SCB đổ bể, mà do tôi bị bắt, tôi không làm người dân thiếu niềm tin. Cạnh đó bị cáo này khẳng định tên của bà và tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bao giờ liên quan đến SCB. Bà Lan đặt câu hỏi, căn cứ vào cái gì mà buộc bà tội chiếm đoạt tài sản? Trần Thị Mỹ Dung nói một đến 2 năm cho tôi vay mấy trăm nghìn tỷ, cho phép tôi làm rõ vì số tiền tôi bị buộc chiếm đoạt hơn 260 nghìn tỷ thì trong 2 năm đó tiền đâu mà SCB cho tôi vay? Bà Lan cũng mong hội đồng xét xử xem xét mối quan hệ của Vạn Thịnh Phát và SCB. Bà khẳng định Vạn Thịnh Phát không có người đại diện làm việc ở SCB. Về việc định giá các tài sản thế chấp, theo bà Lan, thời điểm trước khi bà bị bắt, trị giá tài sản rất lớn nhưng lại áp dụng định giá vào thời điểm năm 2023. Sau khi bà bị bắt, lúc đó giá trị giảm tới 40% ngoài ra bà lan đề nghị hội đồng xét xử cho bà xem bản thực thu thực chi của scb từ thời điểm bà bị bắt tới nay và báo cáo tài chính trước khi bà bị bắt khẽ gạt nước mắt bị cáo trương mỹ lan xem xét kỹ về số liệu số tiền buộc bà chiếm đoạt theo bà lan việc buộc tội bà chiếm đoạt số tiền lớn đã ảnh hưởng tới tinh thần con cái gia đình bà gia đình tôi quá khổ cá nhân tôi ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe về số tiền trước đây bà đã nộp là của mẹ bà, bị cáo đề nghị chuyển vào tài khoản của Trương Huệ Vân để Huệ Vân nộp khắc phục hậu quả. Bà Lan cũng xin được giải tỏa tòa nhà ở 19 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Lan, đây là căn nhà mà mẹ bà mua cho con gái bà, sau này cho SCB thuê lại để lấy tiền trùng tu căn nhà cổ ở 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lan nói, tôi đề nghị SCB trả tiền thuê nhà cho con tôi. Hơn một năm nay, SCB không chịu trả tiền thuê nhà cho con tôi. Con tôi rất bế tắc. Các luật sư bảo chữa cho rằng hành vi của bà Trương Mỹ Lan không cấu thành tội tham ô. Đồng quan điểm với luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cũng cho rằng hành vi của bà Lan ở hai giai đoạn như cáo trạng truy tố đều là hành vi chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn, nhưng lại bị truy tố hai tội danh khác nhau là không phù hợp cũng theo luật sư, việc suy diễn vì nắm cổ phần chi phối nên bà Trương Mỹ Lan có quyền lực chi phối, chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB là không có căn cứ và không phù hợp với quy định pháp luật. Ông Thiệp nói lý do bà Lan không thể chi phối SCB bởi bộ máy và những người điều hành SCB phải được ngân hàng nhà nước phê duyệt. Về tội tham ô tài sản, luật sư Thiệp cho hay, theo điều 353 Bộ luật hình sự quy định người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác có hưởng lương hoặc không hưởng lương được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Trong khi đó, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và cáo trạng cũng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ trong ngân hàng SCB. Vì vậy, theo luật sư Thiệp, bị cáo Trương Mỹ Lan không phải là người quản lý, điều hành SCB. Vì vậy, tài sản của SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan hoàn toàn không có trách nhiệm quản lý, nếu có căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt tiền của SCB cũng không thể coi đó là dấu hiệu trong cấu thành tội tham ô tài sản. Đồng quan điểm, luật sư Trương Thanh Đức đề nghị hội đồng xét xử xác định lại về giá trị tài sản để đánh giá về mức độ thiệt hại. Luật sư đặt câu hỏi về việc bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng bao nhiêu tiền trong tổng số nợ gốc và lãi mà lại phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ 93% số tiền đó, nhất là tiền lãi. Đây là một điểm khác biệt do xuất hiện con số 93% không có trong bất kỳ vụ án nào, nên cần phải hết sức lưu tâm xem xét một cách thỏa đáng. Cùng bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng ngày 3 tháng 1 năm 2023, ngân hàng SCB ký hợp đồng thuê công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Hoàng Quân thực hiện định giá tài sản của SCB. Theo luật sư Thanh Mục đích của việc thẩm định giá là để xác định giá trị thị trường của các tài sản tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2022. Chứng thư được thẩm định là nhằm phục vụ công tác giả soát, đánh giá thực trạng tài chính của ngân hàng SCB. Tuy nhiên ở đây, các chứng thư thẩm định giá lại được sử dụng như kết luận giám định trong tố tụng hình sự để đánh giá thiệt hại của SCB. Điều này khác hoàn toàn với mục đích ghi trong chứng thư. Để có thể xác định hành vi của bà Trương Mỹ Lan có gây thiệt hại cho SCB hay không, có chiếm đoạt tiền của SCB hay không thì phải trưng cầu cơ quan chuyên môn thực hiện việc giám định. Chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân không thể thay thế kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, luật sư lập luận. Cũng theo luật sư, cáo trạng quy kết tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại 194.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Số tiền này chưa trừ đi hơn 74.300 tỷ đồng mà công ty Hoàng Quân đã định giá 206 mã tài sản cũng như giá trị của 440 mã tài sản chưa được định giá. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan bị bắt ngày 6 tháng 10 năm 2022, do đó những khoản phát sinh từ ngày 7 tháng 10 năm 2022 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 không thể buộc bà Lan phải chịu trách nhiệm. Luật sư Thanh nhận định chính vì số tiền thiệt hại chiếm đoạt trong vụ án này không được trưng cầu và kết luận giám định theo đúng pháp luật tố tụng hình sự nên số liệu còn nhiều bất cập, dẫn đến khả năng SCB không bị thiệt hại bị chiếm đoạt nhiều như cáo trạng xác định. Đối với tội tham ô tài sản, luật sư Phan Trung Hoài cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh ba là chủ thể đặc biệt là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt về số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của scb luật sư hoài nêu căn cứ vào lời khai của bà lan về nguồn tiền các dự án mà scb đã mượn của gia đình bà lan và bạn bè đi cơ cấu nợ trước và trả chậm sau cũng theo luật sư hoài bà lan đã phải trả thay cho scb để giữ uy tín cho bản thân hiện bà lan vẫn còn nợ rất nhiều mà tất cả các dự án thì scb quản lý hết cho nên khoản tiền gần 109.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ mà Bùi Văn Dũng, tài xế của Bà Lan, vận chuyển từ SCB về 127 Pasteur, thực chất là tiền của Bà Lan rút ra để thay SCB trả nợ cho các dự án bất động sản và cổ phần mà SCB đã mượn trước đó. Là người đầu tiên tham gia bào chữa tại phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lăng, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát trình bày về hoàn cảnh gia đình, nhân thân của bị cáo, nguồn gốc quá trình kinh doanh của gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan và sự hình thành nên tập đoàn Vạn Thành Phát. Về hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thành Phát, theo luật sư Phan Trung Hoài, chỉ bao gồm một số công ty nhất định, số lượng 1.000 công ty được cho rằng trong hệ sinh thái Vạn Thành Phát thì cần xem xét thỏa đáng hơn. Về nguyên nhân bối cảnh hoàn cảnh xảy ra vụ án, Viện Kiểm sát cáo buộc bà Trương Mỹ Lan thâu tóm luật sư Phan Trung Hoài cho rằng cần xem xét bị cáo tham gia tái cơ cấu SCB trong thời điểm cần phải hợp nhất ba ngân hàng yếu kém. Khi tham gia, bị cáo Lan có vai trò là cố vấn ban hợp nhất. Cũng theo luật sư Phan Trung Hoài, quá trình hợp nhất suốt 10 năm trải qua nhiều giai đoạn đạt được một số kết quả nhất định, có những khoản vay là để trả nợ cũ và dòng tiền không ra khỏi ngân hàng. Luật sư nói rằng không thể bóc tách các khoản vay nào là cho vay mới trả nợ cũ hay khoản vay mới hoàn toàn. Ngoài ra, luật sư Hoài đề nghị ghi nhận có sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo và đề nghị Viện Kiểm sát làm rõ cơ sở pháp lý việc sử dụng kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân. Luật sư Phan Trung Hoài cũng đề nghị xem xét lại tội danh tham ô tài sản đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cũng như xem xét lại việc xác định sở hữu của bị cáo tại SCB. Nếu SCB bị thiệt hại thì chính bị cáo cũng là người bị thiệt hại. Về tính xác thực số tiền thiệt hại của vụ án, luật sư Hoài cho rằng cũng cần xem xét lại bởi thiệt hại này có phải là thiệt hại hay là dư nợ tín dụng tại SCB. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung cho ba tội danh là tử hình. Bị cáo Chu Lộc Cơ, chồng Trương Mỹ Lan bị đề nghị 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng bộ luật hình sự năm 1999 về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo Lan gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật